Chúng ta cùng nhau vào ví dụ thứ ba. Đây chính là đề thi của khối A02. Cho đường cong y bằng trừ x3 cộng 3x bình. Câu hỏi tìm K để đường cong và đường thẳng y bằng trừ K3 cộng 3K bình cắt nhau tại 3 điểm phân biệt. Rõ ràng ta phải xét phương trình trừ x3 cộng 3x bình bằng trừ k3 cộng 3k bình. Dễ thấy cái này có ngay một nghiệm là k. Vậy sau khi phân tích chúng ta sẽ có cái này là x trừ k nhân với x bình phương cộng với k trừ 3 nhân x cộng với k bình trừ 3k bằng 0. Như vậy cái này tương đương với x bằng k và fx phương trình bậc 2 x bình cộng k trừ 3 nhân x cộng k bình trừ 3k bằng 0. Bài toán trở thành tìm k để phương trình 2 có hai nghiệm phân biệt khác k. Điều đó rõ ràng xảy ra khi và chỉ khi delta phải dương để có hai nghiệm phân biệt và fk khác không. Và cái này tính toán ra, tôi tính hộ các bạn, cái này là k bình trừ 2k trừ 3 nhỏ hơn 0, k bình trừ 2k khác không. Và thế thì đáp số sẽ là trừ 1 nhỏ hơn k nhỏ hơn 3, nhưng k phải khác 0 và k phải khác 2. Bài thi đã giải xong.